chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Thế Giới Du Thuyền. Ngày hôm nay thì Hoàng Đức đang có mặt tại bến cảng Kogolin ở tại xã Kogolin, một cái xã nhỏ nằm trong một vùng eo biển phía nam của nước Pháp. Và tại đây thì tôi đang đứng ở trên chiếc thuyền Cap Camerat 12.5 VKA. Đây là mẫu thuyền mới nhất, rộng nhất, dài nhất ở trong dòng Cap Camerat, vừa được hãng du thuyền Journo của Pháp cho ra mắt vào năm 2022. Chiều dài của chiếc thuyền này là 12m với chiều rộng lên tới 3,58m. Và đây là chiếc thuyền mang chiều dài lớn nhất nhưng lại được sử dụng động cơ máy ngoài. Vâng, quý vị có thể nhìn thấy điểm đặc biệt và ấn tượng nhất đập ngay vào mắt chúng ta là ba động cơ máy ngoài. Đây cũng là cái mẫu thuyền đầu tiên của trong dòng Cap Camerat mà được sử dụng ba động cơ máy ngoài giống như thế này. Chúng ta có thể có hai lựa chọn. Một là lựa chọn hai động cơ máy ngoài với mỗi máy lên đến 425 mã lực hoặc ba động cơ máy ngoài giống như thế này. Mỗi máy có công suất là 300 mã lực. Đây là động cơ V6 4.2 lít. Và với ba động cơ máy ngoài như thế này thì chiếc thuyền này có thể đạt được tốc độ tối đa lên đến 40 hải lý trên giờ, một con số cực kỳ ấn tượng, đúng không ạ? Các bạn thấy chiếc Cap Camerat 12.5 VKA này có hai khoảng sàn bơi ở hai bên, rất là rộng lớn. Và một điểm thú vị, xin mời các bạn, đây, tôi có thể đi lại thoải mái ở giữa hai khoảng sàn bơi này. Vâng, chúng ta có một cái khoảng sàn để đi lại ở ngay bên hông của ba chiếc máy này. Ở ngay phía bên mạn phải của thuyền, chúng ta sẽ có một cái cửa ra vào giống như thế này. Đây, cái lối vào này sẽ giúp cho thuyền của chúng ta khi neo đậu ở bến, người sử dụng có thể ra vào thuyền một cách dễ dàng từ mạn hông của thuyền. Ở ngay lối ra vào thuyền, chúng ta có một chiếc cửa giúp ra vào thuyền một cách an toàn hơn và an toàn khi thuyền sử dụng. Và điểm đặc biệt của mẫu Cap Camerat 12.5 này, chúng ta sẽ có thêm một phần ở phía bên hông, phía bên mạn trái của thuyền, hoàn toàn có thể hạ xuống. Chúng ta sẽ có một phím bấm bằng điện ở góc này. Và sau khi mà chúng ta bấm nút ở đây thì toàn bộ cái phần bên hông của thuyền, bên mạn thuyền sẽ mở ra, giúp chúng ta sẽ có thêm một khoảng sàn bơi rất lớn. Và ở đây chúng ta sẽ thấy rất nhiều các lỗ khi mà mở cạnh bên này ra. Và chúng ta cũng hoàn toàn có thể cắm thêm một cái thang bơi để tiện lên xuống khi chúng ta sử dụng cái sàn bơi ở bên hông này. Đây là một điểm rất là thú vị, chỉ có ở trên mẫu thuyền Cap Camerat 12.5 và mẫu thuyền Cap Camerat 10.5 Serie 2 mới. Đây, xin mời các bạn, đây là khoảng không gian cockpit của mẫu thuyền này. Và ở đây thì quý vị thấy là với chiều dài của mình, với độ rộng của mình thì cái mẫu thuyền Cap Camerat 12.5 này mang lại cho chúng ta rất nhiều cái sự lựa chọn rất rộng rãi và thoải mái. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai lựa chọn về bàn. Một loại quý vị có thể sử dụng bàn gỗ tích giống như thế này, có thể được gập ra, mở rộng và gập vào, có 4 khe cắm cốc ở hai bên. Và loại bàn gỗ tích này cũng có thể được nâng hạ, hạ thấp xuống để giúp chúng ta biến đổi nguyên toàn bộ salon này thành một cái khu vực giống như là một cái giường để nằm tắm nắng vậy. Có một lựa chọn thứ hai nữa là chúng ta sẽ không sử dụng loại bàn gỗ tích mà sẽ dùng một loại bàn bằng polyester, bằng nhựa. Và cái loại bàn đấy thì chúng ta sẽ phù hợp với những chủ nhân sử dụng mẫu thuyền để mục đích đi câu cá hoặc là những cái hoạt động ở trên biển nhiều hơn. Vì cái loại bàn đấy thì chúng ta sẽ đảm bảo là tẩy được những cái vết bẩn một cách dễ dàng nhất. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thử xem thêm ở phía bên dưới. Đây, phía bên dưới của bàn này, chúng ta có một cái khoảng không rất là lớn. Ở khoảng không gian phía dưới này, chúng ta hoàn toàn có thể được trang bị thêm một máy phát điện chạy dầu và một trang thiết bị vô cùng đặc biệt, lần đầu tiên xuất hiện ở trên một mẫu thuyền Cap Camerat giống như thế này. Đấy là Seakeeper, mẫu Seakeeper SK30. Và cái mẫu Seakeeper này là một mẫu Seakeeper dành cho những cái mẫu thuyền có kích cỡ nhỏ, trung bình giống như thế này. Thì khi mà chúng ta có thêm trang bị Seakeeper ở trên thuyền
thì sẽ hỗ trợ chúng ta tối đa ở trong những lúc ví dụ như là khi thuyền chúng ta neo đỗ ở bến hoặc là neo đỗ ở giữa biển mà có những cái thuyền khác chạy qua, thì khi gặp sóng lớn thì chiếc thuyền sẽ luôn giữ được cái độ ổn định, giúp chúng ta sẽ hạn chế được tối đa cái cảm giác say sóng. Hoặc là hệ thống Skipper thì cũng giúp cho thuyền giữ được cái độ ổn định tốt nhất trong những cái trường hợp mà vào cua ở tốc độ cao, thì nó sẽ giữ được cái sự cân bằng ổn định nhất cho thuyền. Rồi, chúng ta sẽ sang tiếp phần không gian ở bên này. Đây là khoảng không gian được thiết kế rất là đẹp. Đây, các bạn thấy, đây là không gian để nấu nướng này, chế biến này. Ở đây hoàn toàn có thể lựa chọn một cái bếp ga, hoặc là như các bạn thấy ở bên này, chúng ta có phần bếp nướng BBQ. Toàn bộ cái thiết kế này thì các bạn thấy là làm bằng mặt đá trắng. Ở đây có một cái tấm kính phản chiếu, còn lại phía dưới được thiết kế một màu đen rất là sang trọng. Chúng ta cũng hoàn toàn có được nhiều các cái lựa chọn về option khác nhau. Ví dụ ở bên trái chúng ta có một cái tủ lạnh 39 lít ở đây, mặt tráng gương. Và chúng ta hoàn toàn cũng có thể lựa chọn thêm một cái tủ lạnh khác ở bên phía còn lại. Hai ngăn ở giữa, chúng ta có thể để một ngăn ở đây làm ngăn làm đá và một cái ngăn để lưu trữ thêm những cái đồ khác. Ở ngay phía trên phần bếp thì chúng ta đang thấy một phần được thiết kế cũng có thể gọi là đặc trưng của Cap Camerat 12.5. Chúng ta đang thấy một phần mái này thì gọi là mái cứng T-top. Và ở đây thì cái hệ thống mái cứng này được làm bằng vật liệu thép không gỉ ở đây. Và chúng ta sẽ có thêm một cái phím bấm ở phía bên hông. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Và với phím bấm ở phía bên hông này sẽ có một phần hệ thống mái che chỉnh điện trượt dài ra phía sau, giúp chắn nắng cho toàn bộ hệ thống cockpit ở phía sau. Ngoài ra thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể có những cái option nếu mà muốn cắt giảm bớt chi phí đầu tư, thì cũng hoàn toàn có hệ thống mái điều chỉnh bằng tay. Rồi, chúng ta sẽ đi lên thêm ở phía trên. Đây là hệ thống lái dành cho thuyền trưởng. Hệ thống lái, một thiết kế hoàn toàn mới so với những cái mẫu Cap Camerat trước đây. Chúng ta nhìn thấy hệ thống ghế ở đây. Đây là ba cái ghế ở ngay hệ thống buồng lái. Và ghế này thì chúng ta hoàn toàn có thể nâng hạ được giống như cũ. Tuy nhiên thì ở đây là các bạn thấy được những cái thiết kế mới ở đây đã bắt đầu có những cái đường nét nó vuông vắn hơn, nó có góc cạnh hơn, khiến cho cái mẫu thuyền này cảm giác nó sẽ khỏe khoắn hơn. Đây, còn đây là phía không gian của thuyền trưởng. Đây, chiếc ghế nâng hạ này thì chúng ta có thể dùng để ngồi khi lái thuyền. Đấy, chúng ta sẽ ngồi giống như thế này. Hoặc là nếu mà chúng ta đứng thì sẽ như thế này. Đấy, khi đứng thì chúng ta sẽ có một tầm quan sát tốt hơn. Chúng ta vẫn có một vô lăng màu đen đúng theo ngôn ngữ thiết kế của Renault từ trước đến giờ. Chúng ta có hai màn hình Garmin 16 inch ở đây. Và ở phía bên này là màn hình thông số của máy. Chiếc thuyền này được trang bị máy Yamaha. Ở phía bên này là điều khiển chân vịt mũi. Ở đây thì chiếc Cap Camerat 12.5 VKA đã được trang bị một hệ thống lái hoàn toàn mới, cực kỳ hiện đại và dễ sử dụng. Ở đây là cần số. Còn đây là chúng ta có joystick. Chắc hẳn là lần đầu tiên các bạn thấy ở trên một mẫu thuyền máy ngoài, nhưng chúng ta lại được trang bị hệ thống joystick giúp thuyền di chuyển dễ dàng hơn các hướng lái. Và ở trên chiếc thuyền này thì các bạn thấy toàn bộ các cái hệ thống cửa chúng ta đều được điều chỉnh bằng điện. Các phím bấm đều bằng điện. Và ở đây chúng ta có hệ thống loa âm thanh giải trí cũng rất là hiện đại. Với mẫu thuyền Cap Camerat 12.5 VKA, quý vị thấy chúng ta sẽ có hai lối đi ở hai bên mạn thuyền. Đây là khoang tắm nắng ở phía trước, cực kỳ rộng rãi. Các bạn hình dung giống y như là khoang hạng thương gia ở trên máy bay. Wow. Và ở phía trên này chúng ta lại tiếp tục được trang bị hệ thống âm thanh. Các bạn có thể nhìn thấy đây là chúng ta sẽ có thêm hai cái loa Fusion ở hai bên đây nữa. Và ở phía trước này các bạn thấy là với thiết kế này của thuyền thì chúng ta sẽ có rất nhiều chỗ để ngồi ở khoảng không gian phía trước rất rộng rãi và thoải mái như thế này. Và ở đây chúng ta cũng hoàn toàn có thêm một cái option, một chiếc bàn ở đây giúp chúng ta ngồi thư giãn
giải trí được ở trên này. Ngoài ra thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể trải phẳng cái phần này ra và biến toàn bộ khu vực này thành một cái sàn để nằm tắm nắng. Đây, ở ghế của chính giữa của thuyền chúng ta cũng hoàn toàn có thể hạ xuống được như này. Đấy, các bạn thấy là ở đây được thiết kế hai cái khay để cốc sẵn ở đây. Đấy, khi nào mà chỉ có hai người ngồi chúng ta lại có thêm không gian. Và khi chúng ta gập ghế giữa của thuyền xuống như thế này thì đồng nghĩa với việc sẽ có rất nhiều ánh sáng chiếu thêm được vào dưới cabin phòng ngủ ở phía dưới. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng xuống phòng ngủ ở phía dưới. Chắc chắn các bạn sẽ lại một lần nữa được ngạc nhiên với mẫu thuyền Cap Camerat 12.5 WA này. Xin mời. Đây là lối xuống của chiếc thuyền này. Và điểm đặc biệt chúng ta cũng có thể kéo phần này lên. Đây, khi đấy thì chúng ta sẽ có một lối xuống vô cùng rộng rãi giống như thế này. Đấy, không bị vướng đầu nữa, đúng không ạ? Đây, rồi, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng xuống. Đây, ở phía bên dưới không gian của thuyền chúng ta lại tiếp tục có một cái khoảng không gian để làm bếp nấu nướng ở đây. Tất cả đây thì đều làm bằng mặt đá granite. Và ở đây chúng ta lại có một khoảng không gian bếp. Di chuyển sang phía trong, các bạn thấy ở đây chúng ta sẽ có tiếp tục lại là một cái bàn để có thể ngồi cùng với bạn bè ăn uống thư giãn ở không gian phía dưới này. Cái thiết kế của mẫu Cap Camerat 12.5 này cũng có rất nhiều hệ thống cửa sổ cho phép ánh sáng vào phía bên trong cabin một cách tối đa. Và chúng ta cũng có thêm một cái lựa chọn khác nữa dành cho cái khoảng không gian ở phía dưới dành cho phòng ngủ chính này. Đấy là không còn bàn nữa mà chuyển hết không gian này thành phòng ngủ chính. Mẫu Cap Camerat 12.5 WA này không chỉ có một phòng ngủ. Xin mời các bạn. Ở đây chúng ta sẽ có thêm một phòng ngủ nhỏ nữa. Wow. Đây ạ. Bảo là phòng ngủ nhỏ, tuy nhiên không hề nhỏ. Xin mời quý vị. Đây. Ở phía dưới này, khoảng ở giữa này, chúng ta lại có thể kê thêm một tấm đệm ở giữa vào. Và các bạn thấy, chúng ta sẽ có nguyên một không gian ở dưới này. Phải cỡ 4 đến 5 người giống như tôi nằm được ở trong cái khoảng không gian này một cách hết sức thoải mái. Ngay kế bên cánh cửa của phòng ngủ phụ, chúng ta sẽ lại có một phòng vệ sinh, toilet rất rộng rãi, thoải mái. Chúng ta có không gian phòng tắm, có bệ để ngồi tắm, có vòi sen rất là đặc biệt. Và ở bên này chúng ta có lavabo rửa tay, hệ thống toilet ở dưới. Nâng lên thì chúng ta sẽ có một cái toilet chỉnh điện giống như thế này. Một điểm thú vị nữa, Hoàng Đức quên chưa giới thiệu cho quý vị và các bạn. Đây, ở đây trên chiếc thuyền này chúng ta hoàn toàn có thể trang bị thêm một cái tivi ở đây. Tuy nhiên thì chiếc thuyền này không được lựa chọn cái option đấy. Và chiếc tivi này có thể nâng lên hạ xuống giống như là tôi vừa thực hiện xong. Các bạn thấy như nào về mẫu thuyền Cap Camerat 12.5 WA này ạ? Đây thực sự là một cải tiến mới cực kỳ thú vị và hấp dẫn dành cho những quý vị nào yêu thích những mẫu thuyền máy ngoài nhưng lại có một khoảng không gian rộng lớn để sinh hoạt và sử dụng. Thực sự là mẫu thuyền Cap Camerat 12.5 WA từ lúc ra mắt đến bây giờ đã nhận được rất nhiều những sự quan tâm của những người yêu thuyền. Và mẫu thuyền này hoàn toàn phù hợp để chúng ta du ngoạn cùng với gia đình, bạn bè. Và cũng hoàn toàn có thể tự di chuyển, tự lái được vì kích thước này
hoàn toàn không quá lớn để chúng ta tự điều khiển. Với mẫu thuyền cáp Camerat 12.5 VKA giống như thế này thì tùy theo từng lựa chọn option sẽ có mức giá vào khoảng tầm 14 đến 15 tỷ tùy thuộc vào từng option ở trên thuyền mà chúng ta lựa chọn. Đây là mức giá để sở hữu cái mẫu thuyền này ở tại thị trường Việt Nam, đã bao gồm tất cả các loại thuế phí và chỉ việc chìa khóa trao tay nhận ngay phần thưởng, đúng không ạ? Và nếu quý vị khán giả nào quan tâm cần được tư vấn chi tiết hơn về mẫu thuyền cáp Camerat 12.5 VKA này hay bất kỳ một mẫu thuyền nào khác thì các bạn đừng quên liên hệ ngay với Hoàng Đức để chúng ta sẽ nhận được những sự tư vấn chi tiết và đầy đủ nhất về mẫu thuyền này. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những clip tiếp theo. Xin chào!